Cô thân ái chào các bạn tuổi Dậu. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tháng 7 âm lịch cho các bạn nha. Thì biết là cái tuổi Dậu năm nay mình gặp cái khó khăn là mình gặp phải cái phạm thái tuế, cho nên trong cái cuộc sống của mình trong cái năm nay nó có nhiều cái bức bách, nó khó khăn cho mình dữ lắm. Thì chúng ta phải cẩn thận, tại vì cái năm xuôi tháng hạn của mình nha các bạn. Bây giờ khi mà nói về tháng 7 thì chúng ta phải tìm hiểu coi tháng 7 nó là cái tháng gì, nó là cái tuổi gì và nó hành như thế nào để mà mình biết. Bây giờ cái tháng 7, cô giới thiệu tháng 7 là cái tháng thuộc có cái thiên can canh. Và nó có cái địa chi là địa chi thân và nó thuộc về hành mộc. Mà tuổi Dậu mình thì có những cái tuổi mà hôm nay cô sẽ phân tích là cái tuổi Đinh Dậu nè. 1957 có cái mệnh là Sơn Hợp Quả. Kỷ Dậu 69 có cái mệnh là Đại Trạch Thổ. Tân Dậu sinh năm 81 có cái mệnh là Mộc Thạch Lụ. Và Quý Dậu năm 93 có mệnh là Kiếm Phong Kim. Thì chúng ta có cái khẩu quyết là canh nó sẽ sinh nhâm và hợp ất. Mà xét trong 4 tuổi cô vừa đưa ra thì chúng ta không có cái tuổi nào kiểu là đắc lợi, nghĩa là thiên thời của chúng ta tốt đẹp quá sinh nhất thì không có. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu coi có cái tuổi nào nó khắc chế về tài lộc của mình hay không. Thì cái thiên can canh nó sẽ xung với cái người có cái thiên can bính, và nó cũng sẽ khắc chế cái người có cái thiên can giáp. Mà trong 4 tuổi cô vừa đưa ra không có tuổi nào phạm, nghĩa là về cái tuổi Dậu trong cái tháng 7 này không có cái tuổi nào kia là tốt thật tốt về tài lộc, mà hoặc là xấu thật xấu về tài lộc. Chúng ta ở cái mức độ trung bình hoặc như thế nào thì một tí cô phân tích cho các bạn nha. Cụ thể bây giờ chúng ta biết tháng là tháng Thân, mà mình là tuổi Dậu thì giữa Thân và Dậu nó có cái sự bình ổn, không có gì khó khăn khắc kỵ cả. Như vậy là trong cái cuộc sống, cái công việc làm ăn của mình, trong cái chuyện đối nhân xử thế của mình ở trong cái tháng 7 này, nó không có cái phần khó khăn, không có thuận lợi nhưng cũng không có quá khó khăn cho mình, ở cái mức độ bình hòa thôi. Còn tháng là tháng Mộc, tháng Mộc thì nó sẽ tốt cho người có cái mệnh quả. Còn lại như Kim thì cũng khắc Mộc Thổ với Mộc cũng khắc, cho nên chỉ được cái người có cái hành quả là nó thuận cho cái tháng Mộc thôi. Bây giờ ta đi phân tích cụ thể cho từng tuổi. Đầu tiên cô nói về cái tuổi Đinh Dậu. Người Đinh Dậu á, có một cái nét đặc biệt, nó tương tự như cái người tuổi Mậu Thân, là cái tính cách rất là độc lập. Họ không thích bị ràng buộc, họ không thích bị o ép. Người tuổi Dậu thì đa phần rất là cứng cỏi, cứng rắn, chịu xiên, chịu khó, năng nổ trong cái công việc. Và họ cũng có một cái, người tuổi Dậu cũng có một cái hay á, là dám nghĩ, dám làm, không sợ sệt, đấu tranh, dám đấu tranh vì quyền lợi của người khác. Đó là cái hay của cái tuổi. Rồi bây giờ nói về cái Đinh Dậu á, người Đinh Dậu á là cái người có mệnh quả, cho nên ở cái giai đoạn trẻ tuổi của các bạn, đa phần các bạn rất là nóng nảy, các bạn kêu là nóng dữ lắm. Nhưng mà trải qua cái thời gian rồi thì bây giờ đối với cái tuổi của mình đã lớn rồi thì các bạn đa phần đã có cái sự dịu đi, các bạn không còn quá nóng nảy như cái thời tuổi trẻ nữa. Trong cái tháng canh á, mình là người quả, đinh thuộc quả mà canh thuộc kim, quả với kim nó khác nhau, cho nên tháng này tài lộc của mình làm không có được nha, có nhiều cái khó khăn.
về tài lộc của mình ở trong cái tháng này lắm. Còn nói về cái công ăn việc làm của các bạn thì nó bình hòa, không tốt cũng không xấu, đối nhân xử thế thì cũng vậy. Về sức khỏe thì tốt. Còn khi chúng ta xét về gia đạo thì nam có cái sự vui vẻ, có cái sự thuận hòa, có cái sự yêu thương gắn bó ở trong gia đình. Còn bạn nữ tuổi Đinh Dậu thì cảm thấy mình rất là cô đơn, mình rất là buồn bực, nghĩa là đối với mình không có cái màu hồng ở trong cái tháng này, mà có nhiều cái chuyện nó buồn phiền nó đem đến cho mình ở về cái vấn đề tình cảm trong cái tháng này. Tiếp sang cô nói tuổi Quý Dậu. Quý Dậu trong cái tháng này là được về phần tài lộc nha, tốt, thuận lợi cho mình. Tài lộc thì có đó, công việc thì nó bình ổn. Chú ý sức khỏe, tại vì mình á là người mệnh mộc, mình là người mệnh kim mà gặp tháng mộc, kim mộc nó dễ va chạm nhau, có những cái chuyện nó dễ sức mẻ, cho nên cần chú ý về sức khỏe của mình, bản mệnh của mình ở trong cái tháng 7 này nha các bạn. Tháng này nam cũng giống như người Đinh Dậu, nghĩa là nam được cái sự tốt đẹp, được cái sự thuận lợi, được cái sự may mắn, được cái sự hạnh phúc. Ngược lại, bạn nữ có những cái chuyện không hay trong vấn đề tình cảm gia đạo, nhiều muộn phiền, nhiều rây rứt, nhiều bực bội xảy ra cho mình ở trong cái tháng 7 này. Chúng ta cần, chúng ta là nữ nữa thì chúng ta cần phải biết để chúng ta nhường nhịn, chúng ta nhún một chút, nhịn một chút để cho gia đạo của mình được an vui nha các bạn. Nói về tuổi Kỷ Dậu, tuổi Kỷ nó thuộc về hành thổ, mà gặp tháng kim, thổ dưỡng kim, cho nên mình giống như mình là người có con người, có cái trách nhiệm, có cái bổn phận. Cái tháng này có nhiều việc để mà mình lo toan cho người khác, mà lo toan bằng cách nào? Chi tiền ra. Tháng này mình phải móc hộ bao ra, à có thể là trong họ hàng nè, trong bà con cái của mình, trong họ hàng của mình nó có đám cưới, đám tiệc hay có cái chuyện gì đó cần hiếu nghĩa, mà mình cần phải xuất cái đồng tiền ra để mà tỏ cái lòng tương thân, tương ái. Thì đó, việc bỏ đồng tiền này thì nó cũng mang một cái tính chất tốt đẹp chứ không có gì hết. Rồi hoặc là mình có nhu cầu mình mua sắm cái gì đó, mình cũng phải móc tiền ra. Tháng này là tiền không vào mà mình phải chi ra hao hực hơn nha các bạn. Công việc thì nó bình ổn. Chú ý về sức khỏe của mình trong tháng cũng không được mấy tốt đẹp. Nhưng mừng cho nam, cho nữ của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 7 này, gia đạo được bình ổn, màu sắc thuận hòa, yêu thương ấm áp. Như vậy là chúc mừng cho Kỷ Dậu nha. Rồi bây giờ nói về cái tuổi Tân Dậu. Tân Dậu thì tháng này tiền bạc làm nó ở cái mức độ bình ổn thôi, nó không quá nặng nề cho mình, nhưng mà nó cũng không thuận lợi lắm. Công việc thì cũng bình ổn, sức khỏe bình hòa. Cũng chúc mừng cho tuổi Tân Dậu thì trong tháng này gia đạo của các bạn nó có sự bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy cô vừa chia sẻ cho các bạn về cái tuổi, các tuổi Dậu trong cái tháng 7 âm lịch. Bài chia sẻ đến đây là hết. Thì cô thân chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ và mạnh khỏe. Sẵn đây cô nhờ các bạn, nếu các bạn có những cái thắc mắc, à tại sao gia đình mình khổ, tại sao cuộc đời của mình có nhiều cái khổ, thì các bạn nên tìm hiểu những cái bài viết về tôn giáo. Với những cái bài viết về tôn giáo mà hiện nay cô cũng làm những cái vấn đề đó, thì các bạn sẽ giải tỏa được phần nào, mình sẽ làm cách nào để mà cuộc đời của mình nó thay da đổi thịt hơn, nó được tốt đẹp hơn, nó thuận lợi hơn, nhiều được nhiều cái nhân quả tốt hơn. Thì mời các bạn vào xem kênh, trên kênh của cô và ủng hộ cô nhé. Thân ái chào các bạn.